Ở đây thì có người đang ấy. Ở đây mình kêu kêu kênh gì vậy chị? Ở đây chỗ này kêu bằng chỗ gì vậy? Cá đôi hả? Dạ, cá đôi. À cá đôi ha. Rồi cảm ơn chị. Rồi bẻ rau cho nó canh chua phải không? Cái này canh chua là ngon lành luôn rồi. Rau muống đồng với lại mình trồng kèo nèo thêm á, nấu canh chua. Rồi cảm ơn chị ha, kênh cá đôi. Cái này của xã Đông Phước phải không? Xã Đông Phước của thị trấn Nga Sáu luôn. Rồi cảm ơn chị. Dạ nhân xin chào quý bà con. Nhân rất vui được gặp lại quý bà con trên cầu vượt cao tốc. Đây là quốc lộ 1 à, ấp Trường Khánh, xã Long Thạnh, huyện Bình Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Rồi thì nhân chúc một ngày vui vẻ của quý bà con mình công việc vào hôm nay chủ nhật. Dạ nhân xin chào bà con. Nhân đến kênh cá đôi của Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Và nhân vào tới kênh này thì nhân sẽ quay cho bà con xem hướng về quốc lộ 1A của xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Và nhân thấy ở đây thì các anh đang thi công bơm cát này, với người ta trải dải điện đã bơm cát rất nhiều. Và đây hướng này anh đi ra ngoài Nam Sông Hậu. Ở đây là con đường dân sinh của kênh cải đôi. Đây bà con, nhìn hướng về đó là về sông Hậu. Đây là đường cao tốc ở trên, ở dưới đó là tiếng nút giao ở sông Hậu, cảng Cái Cui bà con, đi thẳng vào. Thì đây là của thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Về kênh cái đôi của xã Đông Phước thì ở đây nhận thấy bơm cát quá nhiều rồi nè. Người ta ngoài kia người ta cũng đang máy móc, người ta đang bung những cái khoanh tròn tròn đó, ống tròn đó bung ra, rồi người ta ém xuống đó để đó, rồi bắt đầu người ta sẽ trải dải địa lên đó, để người ta bơm cát. Không bơm cát thì người ta để người ta làm cái có nghĩa là trải đá đó, cái đá lên. Rồi thì bây giờ nhân giai đoạn này thì nhân thấy ở đây bơm cát, rồi bên đó cũng đang bơm cát là nước nôi nhóc nhó đúng không cả. Rồi đường dân sinh đó thì nhân đi vào tới đây rồi. Rồi bây giờ là ở đây những thấy có xe bồn dầu này kia nữa. Rồi mình sẽ đi dài dài ngược ra. Ở đây những thấy mấy ủi nè, cung bay nè, cơ giới người ta đang hoạt động ở đây. Rồi nhân sẽ đi ngược trở ra phía ngoài quốc lộ 1A để quay đoạn đường dân sinh từ đây ra tới ngoài quốc lộ 1A để cho quý bà con xem á. Thì công trường đang thi công. Ở đây là đường dân sinh đây, đây thẳng luôn ha, nhiều lắm. Đây đây dài dài đường cầu này kia đồ đó, đường dân sinh của bà con đi. Nhưng mà hay có cái nữa là cao tốc mở rồi, cái có những bà con người ta đi gần lắm, người ta đi rất gần. Ở đây mình nép qua một bên để cho xe ben người ta đi, vì xe ben ta vô tới nè, xe ben chở công cụ của cao tốc, xe ben đó, xe ben chở cát đá vậy. Đây xe ben rồi cho ta vô đổ cát đổ đất gì đây đó, cát cô bé đang làm. Rồi đây nhận thấy cơ giới đang làm kìa. Đây
thì có người đang ấy. Ở đây mình kêu kênh gì vậy chị? Ở đây chỗ này kêu bằng chỗ gì vậy? Cá đôi hả? Dạ, cá đôi. À, cá đôi ha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bẻ rau cho nó canh chua phải không? Cái này canh chua là ngon lành luôn rồi. Rau muống đồng với lại mình trồng kèo nèo thêm á, nấu canh chua. Rồi, cảm ơn chị ha, kênh cá đôi. Cái này của xã Đông Phước phải không? Xã Đông Phước của thị trấn Nga Sáu luôn. Rồi, cảm ơn chị. Đang làm việc đó. Đang băm băm vậy đó con. Đó. Đây ta băm xuống ở dưới đường cũng nhiều lắm kìa. Quá nhiều à. Ống nhựa này kia rồi người ta gầm xuống đất ta đưa lên hết trơn. Đó, đường dân sinh độc là có một cái là mình đi là thoải mái luôn. Đây ra tới ngoài quốc lộ 1A luôn rồi. À, mới nãy nhân từ ở ngoài quốc lộ 1A nhân chạy vô. Rồi bây giờ vô tới kênh cái đôi nhân sẽ quay ngược trở ra để cho bà con xem. Màu sắc của cao tốc, cầu đường kia rồi thì mình xin luôn luôn cập nhật những thông tin mới đến với bà con, vì luôn luôn mình là ai cũng phải đi trên lộ, rồi ai cũng phải đi xe, rồi ai cũng phải trải nghiệm những cái đoạn đường đẹp hơn đường xấu. Cho nên Nhân cố gắng để cập nhật những thông tin về cầu đường mới nhất cho quý bà con xem. Những cái hình ảnh đẹp để đến với bà con. Để mình hỏi chị này một cái. Xe ben thì Kinh Lâm của biển Kinh Lâm đó. Đây đây là hình như là cầu Cái Nhâm. Chị hai cho em hỏi thăm cái chỗ mình ở cái bằng chỗ gì chứ? Rạch Cái Nhâm. Dạ, rạch Cái Nhâm của Đông Phước phải không chị? Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Rồi em cảm ơn chị. Rạch Cái Nhâm nè bà con. Em mình có hỏi thăm bà chị. Bà chị nhà gần đây nè. Rạch Cái Nhâm. Ở kia ngoài kia thì cái đôi, đây là Cái Nhâm. Đây, nhà cất kiên cố ha. Đây thì chết cha thôi. Xe lên, xe xuống để cho xe ben này qua. Ở đây cái đường dân sinh đây nữa nè, cái nhâm đường hai bên đó, cũng đường khang trang lắm, đường nhựa quên, đường đan á, nói chung là đường đan này, chở cát. Quý vị nhìn thấy rạch Cái Nhâm. Đây là công trường đang kết cấu sắt thép lại. Đây đường dân sinh nữa nè bà con. Rồi đây cũng đường đó. Công trường đang kết cấu sắt thép. Đây trước thì mấy cháu vui chơi làm sân banh luôn nè.
chờ đá banh luôn. Chiếc cần cẩu ở đầu đây chuẩn bị ráp những cái búa này vô để làm công việc đóng trụ cầu vậy. Đây công trình cũng quy mô lắm, các anh đang thi công. Đây những biển báo công trường đang thi công để cho chiếc xe đã qua đó, xe cái đường nó xe dẫn đi vào. Rạch cái nhum. Rồi mình đi ra phía ngoài đó là quốc lộ 1A, xã Long Thành, quê vùng hiệp tỉnh Hậu Giang. Coi như là qua khác xã mà khác huyện luôn. Đây là trang thiết bị của cầu đường. Đây, ranh. Chà, nhổ trụ đá không hay chua dữ à, trụ đá đào sâu xuống dữ à. Dạ, sửa lại hả chú? Dạ. 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 Cái ranh mình tới đó luôn á hả? Dạ, ranh cao tốc mình tới đó đây ha. Dạ, là lộ giới vô tới đó. Dạ, là còn nhiêu của mình. Dạ. Dạ, nó chạy qua mình nữa ha. Không sao, kể nữa mình vét lại. Đang sửa lại những cái cột và nó bị ngã. Đá banh. Ở đây quý vị nhìn thấy xe đang lưu thông trên đường dẫn hướng từ ở quốc lộ 1A vào rạch Cây Nhung. Nói Mường Khai thì Mường Khai dưới kia chút xíu, Mường Khai đặt cái nhầm đi xuống chút xíu là cầu Mường Khai, là kênh Mường Khai. Rồi xa xa thì mình thấy người ta đang dựng lắp đặt cái bồn gì nè, chắc mình nghĩ đây là coi chừng có thể là bồn xe đá gì đây. Rồi, đây có cái bồn nè. Con không biết cái này luôn cái gì luôn á nha. Rồi các bạn nào mà biết cái này bình luận phía dưới cho mình biết nha, để sau này mình đi quay video chéo mình gặp cái này là mình biết liền. Rồi đây là cái gì nha, thì trang thiết bị này thì mình thấy là điện đài thì mình biết rồi, nhưng mà có cái bình này nè đó, bình vậy đó, đó bình nè. Rồi mua tưa chạy vậy đó. Rồi thiết kế gì để không biết nữa. Rồi mình đi ra tới cầu Dược rồi nè, cầu Dược bắc ngang quốc lộ 1A. Dân sinh bà con ta chạy đi mau lắm, cũng rút ngắn thời gian lại cho bà con cũng khá là nhiều. Rồi ở trên đó bà con nhìn thấy người ta phun sương nước không đó. Ở trên đó người ta đang tưới, người ta bật cái công tắc ra bắt đầu trắng nước hết trơn rồi đó. Rồi đây dầm cầu này chưa có làm gì hết, đây các anh cũng đang chuẩn bị lắp đặt những cái thiết bị ấy đâu nè, để làm công cụ lộ làng điện đài rồi đó, anh đang lắp đặt. Ở đây đang làm những cái ống nước, gắn ống nước. Ồ, cả bên đó trắng hết trơn, bùng nước lên nhìn thấy đá mắt.
rắn hết trơn. Rồi đây thì ra tới ngoài quốc lộ rồi bà con ha. Đó. Ra tới quốc lộ 1A rồi. Thì cầu vượt này bắt ngang ngang bên đó luôn đó. Đây là thiết bị để làm cao tốc, đường cao tốc nè bà con. Ở đây là những dãy địa rồi ống này kia rồi, đây là các thiết bị để làm cao tốc. Đây là khu vực mình để các anh để thiết bị làm cao tốc ở quốc lộ 1 xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Quá đẹp. Rồi mình đi ra ngoài quốc lộ 1A. Đây tới chỗ này hơi có nước. Đây sình lên. Rồi ra tới ngoài cầu vượt, tới ngoài quốc lộ. Rồi mé bên đó là mình đi thẳng qua ngoài bên đó luôn, mình đi về Kiên Giang ha, Cà Mau luôn nha. Đó không con. Giờ mình đi ra tới ngoài quốc lộ này, hướng này là về Cần Thơ. Còn ở đây là mình đi về Sóc Trăng. Ở đây là cầu vượt nè. Đó, bà con nhìn thấy không? Dạ, video đến đây Thiện Nhân Bốn Phương xin chào tạm biệt quý bà con. Hẹn gặp lại quý bà con những video tiếp theo. Và cũng không quên kính chúc cho tất cả quý bà con Sài Gòn được nhiều sức khỏe.